Cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Ông Biden bất ngờ xin lỗi Tổng thống Ukraine Thụy sĩ tuyên bố không thể có thỏa thuận hòa bình nào sau hội nghị về Ukraine NATO khẳng định Kiev được quyền tấn công Nga Ông Macron nói về kế hoạch cử huấn luyện viên quân sự tới Ukraine trại tập trung lớn quân Nga ở đông Lugan bị Ukraine tấn công dữ dội. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Tổng thống Biden xin lỗi người đồng cấp Ukraine vì gói viện trợ quân sự mới chậm được thông qua do trở ngại từ Quốc hội Mỹ. Khi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Paris vào ngày 7 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Ngài chưa từng cúi đầu hay nhượng bộ, mà vẫn tiếp tục chiến đấu một cách phi thường. Chúng tôi sẽ không bỏ mặt ngại, Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Cuộc gặp diễn ra sau khi hai lãnh đạo dự lễ kỷ niệm đi đây, sự kiện quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Pháp trong Thế chiến thứ hai. Ông Biden cũng xin lỗi người đồng cấp Ukraine vì Mỹ chậm trễ thông qua gói viện trợ quân sự vào tháng 4. Ông Biden nói thêm, Tôi xin lỗi vì suốt nhiều tuần không biết gói viện trợ có được thông qua hay không bởi chúng tôi gặp khó khăn từ một số nghị sĩ tìm cách trì hoãn nó. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã làm được. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ ngày 24 tháng 4 ký thông qua các đạo luật viện trợ nước ngoài, trong đó có 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Sau khi được Quốc hội phê duyệt, dự luật viện trợ trước đó bị các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ Viện chặn suốt nhiều tháng. Trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Pháp, ông Biden cũng công bố gói viện trợ mới cho Ukraine. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Hôm nay tôi sẽ ký gói viện trợ mới trị giá 225 triệu đô la Mỹ để giúp Ukraine tái thiết lưới điện. Như vậy, kể từ khi ký thông qua dự luật đó, tôi đã công bố 6 gói viện trợ quan trọng. Tờ Bạch Úc cho biết hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới ở Italy ukraine đang gặp khó khăn ở kharkov sau khi nga mở cuộc tấn công tại khu vực mới này hồi đầu tháng năm ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết gói viện trợ mới cũng sẽ bao gồm các hệ thống phòng không tổ hợp pháo và đạn pháo xe bọc thép vũ khí chống tăng và các khí tài khác giúp tăng cường khả năng phòng không của ukraine cũng như củng cố năng lực của lực lượng này trên khắp chiến tuyến Thụy Sĩ tuyên bố không thể có thỏa thuận hòa bình nào sau hội nghị về Ukraine. NATO khẳng định ký ép được quyền tấn công Nga. Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amher cho biết hội nghị về Ukraine sẽ khép lại mà không ký kết thỏa thuận hòa bình do Nga vắng mặt tại sự kiện này. Trả lời phỏng vấn của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tổng thống Viola Amher cho biết Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình sau hội nghị để đạt được hòa bình, điều cần thiết là cả hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán. Điều này là không thể vào thời điểm hiện tại. Bày tỏ hy vọng Nga và các nước đồng minh sẽ đồng ý tham gia một hội nghị mới, nhà lãnh đạo giải thích. Để một hội nghị thành công, điều rất quan trọng là các nước gần Nga tham dự. Nhưng xét theo tình hình hiện nay, Trung Quốc, Brazil và Nam Phi sẽ không tham gia. Theo bà Amherst, hội nghị sắp tới sẽ tập trung vào hỗ trợ nhân đạo, an ninh hạt nhân và lương thực hơn là các vấn đề hòa bình. Trước đó, Thụy Sĩ thông báo nhận được hơn 50 xác nhận từ khoảng 160 phái đoàn được Bern mời tham gia Hội nghị Hòa bình Ukraine vào ngày 15 và 16 tháng 6, trong đó có các thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và một số tổ chức quốc tế. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho hay trong giai đoạn hiện nay, Nga không được mời nhưng để ngỏ khả năng này, song chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin không có ý định tham gia. Trong diễn biến liên quan đến cuộc xâm lược ở Ukraine, Reuters đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo ở Thụy Điển ngày 7 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg cho rằng, theo luật pháp quốc tế, Kiev có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga để tự vệ. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở vùng Benkovsk của Nga. Vụ tấn công đã làm nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Ông Macron nói về kế hoạch cử huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết một số đối tác của Pháp đã đồng ý tham gia và hình thành một liên minh đề cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine khi chuyến thăm hai ngày tới Pháp của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky kết thúc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 7 tháng 6 cho biết, trong những ngày tới, ông dự định hoàn thiện việc thành lập một liên minh để cử các huấn luyện viên quân sự đến quốc gia Đông Âu, theo Cổng thông tin châu Âu, Eurotis. Ukraine, dẫn lời ông Macron nói với các phóng viên ở Paris trong cuộc họp báo với ông Zelensky, việc huấn luyện trên đất Ukraine sẽ hiệu quả và thiết thực hơn nhiều đối với một số khả năng nhất định trong những điều kiện nhất định, đó là một yêu cầu chính đáng. Ông Macron nói, "Chúng tôi sẽ tận dụng những ngày sắp tới để hoàn thiện liên minh rộng rãi nhất có thể", cho biết thêm rằng một số đối tác của Pháp đã đồng ý tham gia vào kế hoạch này. Theo Ukraine, trong khi người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov được dẫn lời nói rằng Pháp sẵn sàng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, ông Macron nhận xét đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang lo lắng. Theo Washington Post, việc ông Macron nói về kế hoạch cử huấn luyện viên quân sự tới Ukraine là dấu hiệu mới nhất cho thấy Pháp và các đồng minh khác hiện có thể sẵn sàng đưa quân đội NATO tới Ukraine một ý tưởng mà một số đồng minh, bao gồm cả Mỹ từ lâu đã coi là có khả năng gây leo thang. Theo RFE, RL, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine tuần trước cho biết ông đã ký các văn bản cho phép các huấn luyện viên quân sự pháp sớm tiếp cận các trung tâm huấn luyện của ukraine nga đáp lại bằng cách nói rằng các huấn luyện viên này sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang nga Ngoài vấn đề huấn luyện viên theo Euractiv, Tổng thống Pháp Macron vào hôm 7 tháng 6 cũng xác nhận việc giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm cũng như việc đào tạo phi công và thợ máy Ukraine ở Pháp, nhưng không nêu rõ số lượng máy bay sẽ được giao. Mirage 2000 năm do Dassault Aviation sản xuất được đưa vào sử dụng từ năm 1999 và hiện vẫn được quân đội Pháp sử dụng, đặc biệt là để chống lại máy bay không người lái của phiến quân Houthi ở vùng sừng châu Phi. Paris đã lên kế hoạch thay thế các chiến đấu cơ này vào năm 2029. Theo Le Monde, Pháp chỉ có 26 chiếc máy bay loại này, nhưng ông Macron nhấn mạnh rằng một liên minh với các đối tác khác sẽ được thành lập trong những tháng tới. khi Lạp, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE cũng vận hành loại máy bay chiến đấu này. Tại Paris vào hôm 7 tháng 6, hai nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine cũng đã ký hai thỏa thuận với tổng trị giá 650 triệu euro dưới dạng cho vay và viện trợ để xây dựng lại cơ sở hạ tầng của Ukraine đã bị hư hại trong cuộc chiến. Cơ quan phát triển Pháp AFD sẽ có một quỹ cho vay trị giá 400 triệu euro và 50 triệu euro tài trợ cho đến năm 2027. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để giúp đỡ chính quyền địa phương ở Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một đợt viện trợ mới cho Ukraine trị giá 225 triệu đô la Mỹ, bao gồm đạn dược và xe bọc thép chở quân. Quân đội Ukraine sẽ như hổ mọc thêm cánh khi tiêm kích Mirage 2000 của Pháp sẽ được gắn tên lửa Storm Shadow. Máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm của Pháp sẽ trở nên cực kỳ quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine bởi vì chúng sẽ gia nhập hàng ngũ của Kiev vào năm nay, thậm chí trước cả F-16. Pháp sẽ chuyển một số lượng máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm chưa xác định cho Ukraine. Tin tức cực kỳ quan trọng này đối với lực lượng vũ trang Ukraine đã được biết đến vào ngày 6 tháng 6. Trong 2 năm 4 tháng chiến tranh, như đã đưa tin trước đó, quân đội Ukraine đã mất khoảng 80 trong số 125 máy bay chiến đấu Su và MiG mà họ có trong các trận chiến với máy bay của quân chiếm đóng. Ukraine đã bổ sung vi đội máy bay của mình bằng máy bay từ Slovakia và Ba Lan, nhưng nước này cũng đặc biệt cần những chiếc Mirage của Pháp để bảo vệ bầu trời của mình. Ukraine nhận được nhiều lời đồng ý từ tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 6 tháng 6 vì chuyển giao máy bay chiến đấu của Pháp sẽ diễn ra song song với việc chuyển giao F-16 từ Bỉ. Pháp sẽ huấn luyện 4.500 quân nhân để phục vụ Mirage 2000 theo Defense Express cho biết. Ukraine có thể nhận 27 chiếc Mirage 2000 một chỗ ngồi và 7 chiếc Mirage 2000B hai chỗ ngồi trong lực lượng không quân Pháp. Mirage 2000 năm bắt đầu được sản xuất vào năm 1997. Sức mạnh không thể nghi ngờ của chúng là radar Thales RDY có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 130 km. Nó cho phép quan sát 8 vật thể đồng thời bắn vào 4 vật thể trong số đó. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư được trang bị tên lửa không đối không Mika có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 80 km. Chúng có đầu dẫn đường radar hoặc hồng ngoại. Ngoài ra, Mirage năm có thể tấn công bằng tên lửa hành trình SCAP và tên lửa chống radar AS-37 Armad. Kho vũ khí của Mirage bao gồm hệ thống chống hạm Exocet và hệ thống tác chiến điện tử ICMS MK2. Nhiều điểm chính là máy bay chiến đấu không thể sử dụng tên lửa tầm xa M-120 Amram của Mỹ, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 160 km. Defense Express tin chắc rằng các máy bay chiến đấu của Pháp sẽ có thể bắn tên lửa Storm Shadow và SCAP vào các mục tiêu mặt đất và trên biển, cũng như tên lửa AS-37 Armad vào radar của quân đội Nga. Ukraine tấn công vào trại tập trung lớn của Nga ở Đông Lugans. Chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 6, một cơ sở quân sự quan trọng của quân đội Nga đã bị tấn công ở Lugansk bị chiếm đóng. Điều này đã được báo cáo bởi các nhà phân tích Oshin. Sau các cuộc tấn công, chính quyền chiếm đóng địa phương bắt đầu nói dối rằng cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà dân cư, họ không công bố bất kỳ video hoặc hình ảnh nào về địa điểm này. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì trên thực tế nó đã đến một căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Nga. Các nhà phân tích của OSINT đã xác định được vật thể nhờ cảnh quay về các vụ va chạm mà các nhân chứng đã quay được. Thưa quý vị, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước khu vực Lukan Aterm, Lee Sogor, đã phát biểu về vụ tấn công rằng ở Lugansk, tên lửa đã bay đến một căn cứ sửa chữa rất nổi tiếng của quân đội Nga, nơi quân địch sống và huấn luyện. Các chuyên gia đã công bố hình ảnh vệ tinh của căn cứ vào ngày 28 tháng 5 và ngày 6 tháng 6 năm nay, 2024. Họ trưng bày một lượng lớn thiết bị quân sự của quân đội Nga tập kết tại đây. Cho đến năm 2014, công ty vận tải Transpel đã được đặt tại địa điểm này. Người Nga đã tập kết thiết bị và nhân sự của họ ở đó trong 10 năm qua. Theo ông, vào ngày 7 tháng 6, một số cơ sở quân sự của Nga đã bị tấn công ở Lugan. Người đứng đầu khu vực cho biết các quan sát viên địa phương cho rằng có từ 7 đến 20 vụ nổ. Đầu tiên, các video về các cuộc tấn công được bản địa hóa ở khu vực Ostaya, Mokila, gần doanh trại của trường hàng hải quân sự cao cấp Lugan trước đây, nơi quân xâm lược Nga định cư thoải mái. Ông nói rõ rằng trong khu vực này có một sân bay, một nhà máy sửa chữa máy bay và một tuyến đường sắt tới Nga. Đây cũng là nơi có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác hậu cần cho quân chiếm đóng. Nó được Liên bang Nga sử dụng rất tích cực để vận chuyển vũ khí và nhân sự đến Donbass bị chiếm đóng. Trước đó, kho dầu của Nga cũng bị hư hại trong cuộc tấn công. Đây là cuộc tấn công thứ tư tại thành phố trong 2 tháng qua. Lysogor lưu ý rằng quân đội Nga có truyền thống triển khai các hệ thống phòng không trực tiếp tại các khu dân cư, gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường. Lực lượng quốc phòng Ukraine chưa bình luận về cuộc tấn công. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.